chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ năm, 25 tháng 4 năm 2013. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đấu gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin thế giới với phương Anh, bản tin đặc biệt về Việt Nam và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Lãnh tụ Cộng hòa rút lại dư luật y tế giữa những quan tâm bảo thủ các viên chức Nga tiếp xúc với Hoa Kỳ hai lần trong năm 2011 về tên Tamerlan Sanaif. Mỹ và Nam Hàn gia hạn thỏa ước hạt nhân thêm 2 năm. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin thêm thành viên nội các cắt giảm lương. Hầu hết thành viên nội các chính phủ hứa hiến tặng phần lương của họ để chứng tỏ sự đoàn kết với những công chức liên bang bị tạm nghỉ không lương. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chuck Hagel Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eric Holder, Bộ trưởng Bộ Phát triển Gia cư và Đô thị Sean Donovan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Janet Napolitano và Quyền trưởng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Bob Bersiasepi đều hứa sẽ tăng phần lương của mình. Kể từ đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Tom Vilsack và Bộ trưởng Bộ Tài chánh Jack Lew đã tham gia việc tự hiến lương. Sáng hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết tân Bộ trưởng Bộ này là bà Sally Jewell cũng đã tham gia việc tự cắt bớt lương của mình Phó Tổng thống Joe Biden sẽ hiến tặng lương nếu có khoảng 60 nhân viên của ông bị nghỉ không lương. Nhưng cho tới nay, chưa có ai bị tình trạng này. Bộ cựu chiến binh chưa bị tình trạng nghỉ không lương, nhưng Bộ trưởng Eric Shinseki có thể hiến lương. Và tuy không có nhân viên nào của Bộ Y tế và Nhân sự vụ hay Bộ Giáo dục bị nghỉ không lương, nhưng các Bộ trưởng Kathleen Sebelius và Oni Duncan sẽ xem xét tới việc hiến tặng lương nếu tình trạng nghỉ không lương xảy ra. Hai thành viên nội các xa đi là Quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại Rebecca Blaine và Bộ trưởng Bộ Giao thông Ray LaHood cùng đương kim Quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Seth Harris, chưa ghi tên hiến tặng lương mặc dù nhân viên của các bộ này đang bị nghỉ không lương. Lãnh tụ công hòa rút lại dự luật y tế giữa những quan tâm bảo thủ Các lãnh tụ công hòa ở Hà Viện hôm qua đã rút lại một dự luật thay đổi luật y tế của chính phủ Obama Giữa lúc có những quan tâm bảo thủ cho rằng dự luật đó thay thế một chương trình lớn của chính phủ bằng một chương trình khác, hạ viện đã dọn đường cho cuộc bàn cãi về dự luật vốn được đưa ra để giúp người dân Mỹ bị bệnh sẵn, trong khi ngăn chặn chính phủ dùng một tài nguồn tài trợ thay thế để thi hành luật y tế. Nhưng dự luật được gọi là Sick Americans Now" đã bị rút khỏi lịch trình trước khi các thành viên có thể biểu quyết, cho thấy các lãnh tụ công hòa không có đủ sự ủng hộ từ các thành viên của họ. Phe Dân Chủ gọi dự luật này là một thủ đoạn chính trị của phe Cộng hòa. Một viên phụ tá của lãnh tụ khối đa số Hạ viện Eric Cantor nói rằng, các lãnh tụ Cộng hòa sẽ mang lại sự ủng hộ cho dự luật khi Quốc hội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần vào tháng 5. Dự luật này được dự đoán sẽ không đi tới đâu ở Thượng viện, và Tòa Bạch Ốc đã đe dọa phủ quyết nó. Trước khi có cuộc bàn cãi ở Hạ viện, một số đảng viên Cộng hòa bảo thủ đã sẵn sàng để chống đối dự luật và thắc mắc tại sao các lãnh tụ của họ lại đưa ra dự luật này. Họ nói rằng các lãnh tụ Hạ viện nên cho các đảng viên Cộng hòa nhiệm kỳ đầu tiên một cơ hội để biểu quyết trên việc hủy bỏ toàn bộ luật y tế của ông Obama. Hạ viện đã bỏ phiếu để hủy bỏ hay cúp tài trợ luật này hơn 30 lần kể từ khi nó được ban hành hồi năm 2010. Một số nhà tư vấn Cộng hòa khuyên đảng hãy bớt quyết đoán về những vấn đề ngân sách, chẳng hạn như nhu cầu cắt giảm chi tiêu của chính phủ và các chương trình trong nước, cùng hãy tìm hiểu về những quan tâm hàng ngày của cử tri. Dự luật đó sẽ phân phối lại khoảng 4 tỷ Mỹ Kim từ quỹ đặc biệt gọi là Prevention and Public Health Fund mà chính phủ dùng để tài trợ cho việc tạo ra chương trình trao đổi bảo hiểm, tức là một thị trường mới trên mạng của tiểu bang mà những gia đình có lợi tức từ thấp cho tới trung bình có thể bắt đầu ghi tên mua bảo hiểm tư nhân do chính phủ liên bang trợ cấp vào ngày 1 tháng 10. Các viên chức Nga tiếp xúc với Hoa Kỳ hai lần trong năm 2011 về tên Tamerlan Sanev, các nguồn tin của Fox News cho biết các viên chức Nga đã tiếp xúc với chính phủ Hoa Kỳ ít nhất hai lần trong năm 2011 với những quan tâm về tên Tamerlan Sanev, một người chết nga mà hai năm sau đó thực hiện cuộc nổ bơm chết người hồi tuần rồi tại sinh hoạt thể thao Boston Marathon. Nhưng FBI khăng khăng cho rằng họ chỉ được Nga liên lạc có một lần về tên Sanev mà thôi. Các chi tiết mới nhất về những gì nhà chức trách Hoa Kỳ biết đối với tên Sanev trước vụ nổ bơm được đưa ra khi các nhà lập pháp thắc mắc liệu rằng chính phủ có làm đủ để ngăn chặn cuộc tấn công đó hay không. Nguồn tin cho biết người Nga đã liên lạc với cơ quan FBI một lần vào tháng 3 năm 2011 và sau đó vài tháng họ lại tiếp xúc với cơ quan CIA về tên Sanaif. Trong tháng 10 năm 2011, CIA đã gửi tin tức cho nhiều cơ quan chính phủ liên bang và tới hệ thống thiết lập danh sách theo dõi hắn. Bước xúc tiến đó cuối cùng đã đặt hắn vào hồ sơ gốc TIDE về những người có thể có liên hệ với những trường hợp khủng bố. FBI từng nói trước đó rằng họ được cho biết tên Sanai là một tín đồ Hồi giáo cấp tiến và đang chuẩn bị đi ra nước ngoài để tham gia những tổ chức bí mật không được nêu tên. FBI cho biết họ đã đáp ứng lại bằng cách phỏng vấn tên Sanai và các thành viên gia đình hắn, nhưng không tìm thấy hoạt động khủng bố. Tên Tamerlan Sanai, 26 tuổi, đã bị hạ sát trong một cuộc bắn nhau với cảnh sát. Người em của hắn tên là Zoka Sanai, 19 tuổi tẩu thoát nhưng lại bị bắt sống vào đêm thứ sáu tuần rồi và giờ đây phải đương đầu với tội sử dụng vũ khí tàn sát tập thể vốn có thể bị tử hình. Hai anh em tên này di cư tới Hoa Kỳ khoảng một thập niên trước với gia đình. Tên Zoka trở thành công dân Mỹ hồi năm ngoái nhưng tên Chamalan chưa có quốc tịch. Các thượng nghị sĩ sau khi được tường trình về vụ này hôm thứ ba nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Nga về nghi can lớn của vụ nổ bom, nhưng các nhà lập pháp này không đưa ra thêm chi tiết. FBI đã từng cố xác định xem tên Sanaev có bất cứ liên hệ nào với khủng bố hay không, nhưng những nỗ lực đó dường như không đi tới kết luận nào. Các nhà lập pháp và các điều tra viên đang xem xét kỹ lưỡng về chuyến đi Nga của tên Sanaev hồi tháng Giêng năm 2012. Cha hắn nói rằng con ông đã ở với ông tại Dagestan. Mặc dù có bỏ động ở đó, ông Enzo Sanaev cho biết hôm Chủ nhật rằng con ông không muốn rời khỏi và nghĩ tới cách làm thế nào có thể kinh doanh nhưng ông khuyến khích hắn ở trở lại Mỹ và cố lấy được quốc tịch. Tên Tamerlan Sanai trở lại Hoa Kỳ hồi tháng 7. Mẹ hắn cho biết hắn đã bị thẩm vấn khi vừa tới phi trường ở New York. Người cha của nghi can này sẽ tới Mỹ vào ngày mai. Mỹ và Nam Hàn gia hạn thỏa ước hạt nhân thêm 2 năm. Hoa Kỳ và Nam Hàn gia hạn thêm 2 năm nữa thỏa ước hạt nhân dân sự hiện tại của họ và đình khoảng một quyết định gây tranh cãi về việc hắn thành có nên được cho phép tái chế nhiên liệu đã dùng hay không khi họ tìm cách nới rộng kỹ nghệ năng lượng nguyên tử. Loan báo hôm qua là một sự thất bại đối với nhà tân lãnh đạo Nam Hàn Park Won Hye, người đã tu sửa lại hiệp ước 39 năm này như là một trong những điều hứa hẹn hàng đầu của bà trong cuộc bầu cử, nhưng nó lại giảm bớt những bất đồng tiềm năng giữa hai quốc gia đồng minh này khi bà Park viếng thăm Hoa Kỳ trong hai tuần lễ nữa để gặp gỡ Tổng thống Barack Obama. Phát ngôn viên Patrick Ventro của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Việc gia hạn này sẽ cung cấp thêm thời gian cho hai chính phủ hoàn tất những cuộc thương lượng phức tạp về một thỏa ước kế tiếp vốn sẽ bắt đầu vào tháng 6. Nam Hàn là nước sản xuất năng lượng hạt nhân lớn và hàng thứ năm trên thế giới, cùng dự định phát triển sử dụng nguyên tử lực trong nước và sản xuất chất phản ứng hạt nhân. Nhưng kho chứa chất thải phóng xạ của họ đang đầy nên họ muốn tái chế chất plutonium đã sử dụng. Họ cũng muốn có khả năng làm giàu chất uranium, một tiến trình mà chất uranium phải trải qua để trở thành nhiên liệu hạt nhân. Hiện tại, Nam Hàn phải nhờ các nước như Hoa Kỳ và Pháp giúp làm giàu chất uranium cho họ. Việc tu sửa thỏa ước là một vấn đề nhạy cảm khi những kỹ thuật tương tự có thể cũng được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Tình Đốn đã có quá trình chống đối việc cho phép tái chế và làm giàu các nguyên liệu bởi những nước bạn về hạt nhân nhằm ngăn chặn việc phát triển kỹ thuật này. Vấn đề đó càng tạo thêm sự nhạy cảm trên bán đảo Triều Tiên chia đôi bởi vì Bắc Hàn tích cực theo đuổi vũ khí hạt nhân và quốc tế đang đòi hỏi họ từ bỏ. Thỏa ước hiện tại được tu chính hồi năm 1974 sẽ mãn hạn vào tháng 3 năm 2014. Việc gia hạn phải được đề trình cho quốc hội vào mùa hè này để được chấp thuận. Nữ tổng thống Park của Nam Hàn sẽ viếng thăm tòa bà Đốc vào ngày 7 tháng 5. Bà cũng sẽ ngỏ lời trước phiên họp quán đại của quốc hội Hoa Kỳ. Ông Hago cho biết Mỹ sẽ không vội phán đoán về vũ khí hóa học của Syria. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tuyên bố rằng nỗ lực của Hoa Kỳ để xác định xem Syria có sử dụng vũ khí hóa học hay không là một việc nghiêm trọng không thể được quyết định vội vàng chỉ vì một số quốc gia tin rằng bằng chứng sẽ yểm trợ cho kết luận đó. Lời tuyên bố này được đưa ra khi ông Hegel kết thúc chuyến biến thăm Ai Cập, bao gồm cuộc đàm phán về Syria và những vấn đề khác trong vùng. Hoa Kỳ từng cảnh cáo rằng bất cứ vũ khí khoa học nào được Syria sử dụng cũng sẽ vượt qua làn danh đỏ giới hạn, vốn sẽ đưa tới phản ứng không thể lường được. Ông Haygo đã bác bỏ những luận cứ cho rằng Hoa Kỳ đang phá hỏng uy tín của họ bằng cách nói rằng họ tiếp tục đánh giá vấn đề này ngay cả khi Pháp, Anh và Do Thái đã kết luận có bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc xung đột Syria. Trong khi đó, bộ trưởng Bộ Thông tin Syria nói rằng Damascus sẽ không dùng vũ khí hóa học chống lại chính công dân của họ và ngay cả trong trường hợp có chiến tranh với nước láng giềng Do Thái. Ông Haygo từ chối tiết lộ nội dung cuộc thảo luận về vũ khí hóa học Syria với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gió Thái mo Sê Giao Lund. Thượng viện phê chuẩn cho bà Birdwell làm giám đốc phòng ngân sách Tòa Bạch Ốc Thượng viện đã phê chuẩn cho bà Sylvia Birdwell, người được Tổng thống Barack Obama đề cử điều khiển phòng ngân sách Tòa Bạch Ốc qua cuộc biểu quyết với tỷ lệ 96 trên 0 phiếu. Ông Obama đã ca ngợi cuộc biểu quyết lưỡng đảng này. Ông nói rằng với tư cách tân giám đốc phòng quản trị và ngân sách, bà Birdwell sẽ giúp chính phủ tiếp tục nỗ lực thay thế việc cắt giảm ngân sách khắp các cơ quan mới đây. Ông Obama cho biết bà Birdwell sẽ là một thành viên chính yếu trong toán kinh tế của ông. Bà Birdwell là cựu phó giám đốc ngân sách và là viên chức phụ tá hàng đầu trong chính phủ Clinton. Gần đây nhất, bà là chủ tịch của Walmart Foundation và là viên chức điều hành hàng đầu tại công ty Bill and Melinda Gates Foundation. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo.